Vô. Đau bụng quá. Đâu có. Đã đi phóng sanh chung mà. Anh ơi. Đi lên đường con. Nino, leave it alone. Come. Thưa Bồ Tát Trang Nguyễn, hôm nay tôi tiếp tục đi phóng sanh cho các thành viên trong gia đình của Bồ Tát là Bác Lý, Cẩm, Lũy. Hồi hướng sức khỏe cho bác ấy. Tiếp tục, tiếp đến là các vị hương linh là Lý Nam Hiêu, Nguyễn Văn Chánh, Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Thạnh. Honey đâu rồi? Trời, con giống như một hồn ma vậy con. Mới thấy con đằng kia mà giờ con bên kia luôn. Dạ. Tài nói không lấy. Nè, con cho thêm một con chó cái nhỏ lùng lùng nữa rồi để có con chó đực nó không có cắn. Nó ghẹo mày được rồi. Vậy hả? Con chó cái nha, màu lông vàng giống như chó đực vậy á. Mà vàng hơn, đẹp. Đi đâu vậy? Đi phóng sanh. Có gì bán không cô? Nuôi thêm con chó cái mini nữa đi. Nhà này vườn đẹp nè, nuôi được nè. Nhà này được á. Biết sao có con chó cái nhỏ nữa. Con chó đực nó không có. Nó cắn chứ con này. Ôi giờ phóng tranh vậy. Dạ giờ có gì phóng con đó. Cắn có mệt không mà tôi phóng. Nhà có chim không con phóng chim luôn. Không có chim hả? Hôm qua mới phóng 5 con chim xong á. Không có cá, cô bán cá ra chợ hết rồi đúng không? Dạ. Ủa. Wow, cái hàng rào này mọc vàng đi từ đây qua kia luôn hả? Đi thử đường này. Anh đi đi. Thưa quý vị Bồ Tát, hôm nay mình sẽ tiếp tục phóng sinh cá thòi lòi cho đủ ngày. Cho bắt đầu nước đứng rồi, người ta hết bắt cá thòi lòi rồi. Thì mình sẽ phóng sinh những loài tôm cá nhỏ. Thì nước đứng á người ta lại là ngày bắt của mấy con tôm chì, cá con hay cái gì đó. Nên nhà có con gì bán không? Em vô từng nhà luôn. Ok. À. Dạ cái rổ chống lóc. Hôm nay anh này không có đi bắt cá thòi lòi. Bây giờ em sẽ qua nhà người khác đi cứu mấy chiến sĩ bảo vệ rừng đước xong rồi. Hết từng cái. Hết. Dạ. Nay mình sẽ phóng sinh cỡ 10 kg cá thò lòi. Đây có một ít. Dạ. Chào chú ơi. Có con gì phóng sanh không chú ơi? Bên chú Hiếu có con gì không chú? Được chết không rồi hả? Mai đi Nam mà đây con khỉ. Mai đây con. Dạ rồi. Chú ơi giờ có thuyền gì chở con đi không chú? Sao bữa nay ai cũng nghỉ hết trơn vậy? Ủa của em còn sống hết đúng không? Con còn chứ. Còn bên kia mấy ký, 7-8 kg này nữa. Bây giờ đi không hả? Ừ. Ủa vậy là có hai con nó bị chết rồi hả? Thôi cho nó ở lại với gia đình đi.
Còn mấy ngày nữa nước đứng rồi thì em sẽ không phóng sinh cá thò lòi nữa. Em sẽ xuống sông em đợi ngư dân về và thả liền luôn. Thì như vậy cứu tôm chì thành công.